Thưa tất cả quý vị, ông Vũ Vinh Trưởng đó là Phó Chủ tịch Nội vụ của Cộng đồng Việt Nam Quốc gia Bắc Cali đã có mặt tại đây, và phái đoàn của Cali đó quý vị, sáng ngày thứ 2 9 tháng 7 sẽ biểu tình trước White House. Vì vậy cho nên nếu quý vị nào có cơ hội thì cùng xin gia nhập các đoàn biểu tình của Bắc Cali. Và một lần nữa chúng tôi xin hoan hô tinh thần của những người Bắc Cali. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Bắc Cali. Xin kính chúc cuộc biểu tình thành công. Thưa quý vị.